Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp miền Bắc rét đậm rét hại diện rộng, băng giá sẽ còn tiếp diễn ở các vùng núi cao. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Dự báo chiều và đêm nay, nhiệt độ miền Bắc vẫn ở mức rất thấp. Trung du, đồng bằng về đêm thấp nhất chỉ từ 8 đến 10 độ C, vùng núi từ 3 đến 6 độ C và các đỉnh núi cao có nơi xuống dưới 0 độ C. Băng giá tiếp tục xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc của Cao Bằng, Mẫu Sơn của Lạng Sơn, Phan Xipang của Lào Cai và cũng có thể xuất hiện cả mưa tuyết cục bộ. Khách du lịch, người dân đi săn băng tuyết, nếu thuê xe máy, hãy kiểm tra thật kỹ ma sát của bánh xe, đảm bảo máy khỏe và lên ga bình thường, nên chọn xe số và hãy dùng găng tay dày có hạt cườm giúp cầm lái không bị trơn.